cá cơm không với lại cá lập quyết. Wow, cho nó nở ra, cho nó nở ra, trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Hai gia đình thôi vô tới bờ rồi, từ từ cá nằm trong lưới rồi. Ai khiêng cá, ai khiêng cá, em đứng em la phụ cho. Hai gia đình cá nó lậu đẹp quá gia đình. Cá lập quyết với lại cá cơm không gia đình. Nhìn thấy ham quá gia đình. Đó, cái xúc vô, xúc vô. Cá là 7.000, 7.500 ký là thấy là tiền không? Giác lưới này mà nếu mà được 4-5 tấn thì cũng vài chục triệu. Dạ, mến chào cô chú anh chị, ngày mới chúc cô chú anh chị được về sức khỏe nha. Đúng hẹn lại lên. Bữa hôm qua em xuống dưới đây em thấy bà con mình kéo lưới lưới dùng á, cá nhiều quá, thành ra ngày hôm nay em xuống tiếp. Xem coi ngày hôm nay bà con mình có được giống như ngày hôm qua nữa hay không nha gia đình. Ngày mới em chúc cho cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Hiện tại giờ em đang đứng chỗ ngay khu vực biển ở thị trấn Long Hải mình nữa nè gia đình. Sáng bữa nay thì trời thì im hơn ngày hôm qua nha. Láng lượng luôn á, ở ngoài mặt nước là thấy kêu mà là không có gợn sóng luôn á, láng luôn á gia đình. Chỉ có trong bờ là phèo thôi, chút xíu thôi. Kéo lưới dùng mà gặp mà thời tiết dày thì quá là ok. Dạ rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị cùng với em đi xuống xem mấy anh mấy chú kéo lưới nha. Rồi xong rồi lát nữa cái em quay ở đây một khúc xong em đi xuống dưới bãi cá lưới giúp Long Hải. Để xem coi cuộc sống bà con mình ngày hôm nay, bà con mình đi lưới cá chích được bội thu hay không nha. Đây là những anh hôm ngày hôm qua nè. À, mấy anh mấy chú cũng là ngày hôm qua kéo luôn á. Bữa hôm qua mình chia tiền chưa đại ca? Bữa là được 1.8 triệu. 1.8 triệu ha, đã ha. Bữa qua một người chia được 1.8 triệu hả chú ha. Bữa qua một người chia được 1.8 triệu á gia đình. Cũng mừng cho mấy anh mấy chú. Thế cũng khổ lắm á gia đình. Đồng ý là được 5 tấn cá nhưng mà kéo vô tới bờ là đã mệt rồi. Giờ phải vận chuyển lên tốt trên kia nữa. Dù xe lớn nó mới xuống được. Thành ra hôm qua cũng mấy anh cũng có một cái thành quả cũng rất là ok. Bây giờ là chuẩn bị. Đó, đang kéo vô nè. Biển im ha. Mấy anh mấy chú đang vừa kéo mà vừa nói chuyện. Đây là những cái thúng của bà con mình đi biển nè. Ở ngoài đó mình nhìn mình thấy có những con chim, những con sảnh mà nó đang bay á, gia đình. Là nó thấy có cái dấu hiệu cá bay tới nó gấp mồi ăn á. Đây là khúc dưới đây. 2, 4, 6, 7 người đang kéo. Khúc ở trên này nó hơi đông. Ở trên này 2, 4, 6, 8, 10, 11 người. Ở ngoài nước 2 người đó. Tính ra kéo giác lưới này cũng mười mấy, gần 20 người á gia đình. Mặt trời mới bắt đầu lên thôi.
kế bên là cái khu resort. Giờ này chắc khách chưa có xuống tắm biển, sớm quá. Đó, mấy anh mấy chú đang kéo lưới ở gia đình. Đẹp hai gia đình ha. Thấy sóng lừa vô tới đây là mà cá mà nó nhảy lên bờ luôn nè gia đình. Cá chích nhỏ nhỏ nhỏ. Thấy không? Biển hôm nay tuyệt vời. Ở dài lên trên đây là cá cũng dẫn tấp vô nha. Cá chích. Kia bằng cá ve ở gia đình. Mấy anh mấy chú đang kéo nè. Dạ. Đây là tổ lưới rùng số 1 nha gia đình. Tổ số 1. Dạ. Em vô em phụ kéo chút xíu. Trải nghiệm. Nặng lắm á gia đình. Thấy vậy đó. Kéo sợi dây mà nó căng như dây đàn vậy đó. Resort ở đây thì trước cái view nhìn ra biển á gia đình. Ở đây người ta có làm những cái sạp nè, những cái bàn ghế nè cho khách ngồi nghỉ ngơi rồi ngắm ra biển. Nhìn cũng lịch sự ok ha gia đình ha. Cái mình đi du lịch xuống đây gia đình. Mà mình mua cá hay là hải sản lên đây nè. Mình nhúm lửa dưới đây, mình nướng luôn, mình trải nghiệm luôn. Rất là thú vị nha. Ngồi ở đây mà lên đây có bàn ngồi ăn uống đầy đủ. Mát. Tàu nãy giờ kéo một hồi, nãy giờ cũng nửa tiếng đồng hồ. Bắt đầu là giờ cái đầu ngán lưới bắt đầu chuẩn bị vô tới bờ nè gia đình. Có cá nha gia đình. Mấy anh làm. Tiên là thấy có cá cơm nha gia đình. Con cá này là nó không có được lớn nha gia đình, nó chỉ có cá trong bờ nó chỉ có nhiêu đây thôi. Loại cá cơm này là nó không có to. Nó bằng cỡ như nhỏ hơn ngón tay út mình chút xíu. Lừa lên một cái nè gia đình. Cá nó nằm trên bờ quá trời luôn. Thấy không? Chăng nó nhảy á gia đình, cá cơm đó nè. Nhìn đẹp ha. Vô gần tới bờ rồi. Cá quá trời gia đình. Không? Cá mà lượng sóng nó đánh vô bờ á. Lớp nào trong lưới nữa nè. Cá mới vô tới đây mà đã có cá rồi nè gia đình.
mà anh la quá trời. Cá nè. Giác này hy vọng kiếm được vài tấn nữa gia đình ơi. Hai ba. Chúng mánh rồi, chúng mánh rồi mấy đại ca. Cá ngoài đó nó nhảy trắng hết luôn, bây giờ là ngay cái thúng á. Lâu lâu mà có cái ngọn sóng nào mà nó đưa vô một cái đâu nó nhảy đó. Trời ơi, đã chưa? Trời ơi. Vài tấn bỏ không? Chúng mánh rồi, chúng mánh rồi, gia đình ơi. Đó, hai gia đình thấy cái chỗ mà nó quằn đen á. Cá nó xây lên nhìn đẹp ghê. Tại giờ mình dở đầu lưới lên sợ nó tràn ra gia đình. Quá trời luôn. Là cá lẹp nha gia đình. Hầu như là 10 phần là hết 9 phần 9 là cá lẹp không. Rặt rồng luôn. Còn bữa nay là em thấy tình hình là cá cơm nhiều. Cá cơm nãy giờ em thấy nó giải bộn á. Thấy mấy ảnh kéo mà có cá mình cũng nôn lắm nha đây. Thứ nhất là xem được cái thành quả của ảnh mấy anh ngày hôm nay như thế nào. Nhưng mà em độ là cái giác lưới này bảo đảm là cá nhiều. Trời ơi, cá nó dãy à. Cá nó dãy ngay cái anh đậu nó lá. Cố lên, chút xíu nữa à. Lượng cá mà nó xây về ngay cái góc bên đây không? Quá trời luôn. Trời ơi, wow. Ôi trời, cá nè. Ôi ơi, vô tới đây mày cá quá trời, vô đền ơi, đã quá trời luôn. Ham quá, ham quá. Qua bão rồi, qua bão rồi, bà con kiếm tiền đi. Trời ơi. Cá nó vô bờ à. Trời ơi. Ô, nó xây à. Chỗ nào cũng có cá. Kiếm chục tấn đi. Hai ba vô. Trời ơi. Qua đây nè. Trời ơi. Đã quá gia đình ơi. Cái cảm giác mà mình đứng mà mình thấy mà cá mà nó vô được nằm trong lưới á. Mấy anh kéo mấy anh hô hào á, nhìn hứng lắm gia đình. Dạ trời ơi. Mấy anh ngồi bệt xuống dưới đất luôn. Ngồi bệt xuống dưới đất luôn. Cá chích. Cá lẹp quyết. Vô hết nổi hay sao á. Vô hết nổi à. Nhiều quá, giác là nhiều quá. Không chừng nhiều hơn hôm qua nữa gia đình. Quá xá luôn. Ra đây,
ngoài đó mà nó đặt, nó đặt kẹo ngoài đó luôn gia đình, đặt kẹo luôn. Trời ơi. Lượng cá khủng khiếp, cái đục mà nó nổ ngoài kia kìa. Đó, cái chén nước nó lên á. Lên, 2-3 giả trì lên. Thấy bên trong không nè? Bên trong là cá mà nó đóng dưới trì á. Trời ơi, cá nó nổ lên kìa. Trời ơi, cá nó nổ lên nè gia đình. Tét đục rồi, tét đục rồi, trời ơi, tét đục rồi. Chạy ra mấy anh ơi. Tét đục rồi. Dích đục rồi. Trời, nó ra nó giờ quá trời luôn á. Nó bể á. Trời ơi, tội nghiệp chưa? Ủa ghê luôn. Bể cái đục rồi gia đình ơi. Nhưng mà mấy ảnh mới phát hiện ra, mới ra tấm lại. Cũng còn kịp. Trời ơi, cái đục cá kìa. Nó nổ trang ban dài cả chục mét vậy. Chưa có lốn vô được á. Cá mà nó đỏ luôn. Nó bởi chắc cái da hết một mớ rồi. Gia đình. Chừng giờ làm 2-3 trái cá. Cá cơm không. Bởi già mà bớt vào gia đình hơn. Cái bữa hôm qua ha, là cái trái cá đây nó nằm dài ra ngoài kia luôn. Uổng ghê luôn. Xúc đi, lấy kênh xúc đi. Chứ để càng cưa ra ngoài. Chân giờ làm 2-3 khúc luôn á. Dạ em quay cho cái trái nó nổ lên rồi gia đình. Ra bớt rồi. Trời ơi, cái trái cá kìa. Trời ơi. Quá trời trái cá. Đục còn nằm ở ngoài đây nữa nè.
Đó, gia đình cho gia đình thấy cá cơm không với lại cá lập quyết. Wow, cho nó nở ra, cho nó nở ra, trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Hai gia đình thôi vô tới bờ rồi, từ từ cá nằm trong lưới rồi. Ai khiêng cá, ai khiêng cá, em đứng em la phụ cho. Hai gia đình cá nó lậu đẹp quá gia đình. Trời ơi, sống chi mà mạnh dữ vậy. Trời ơi, tội nghiệp mấy chú quá cho. Tiếp. Em ra ngoài đây luôn. Nhảy hẳn vào trong đứng đúng không? Nhảy hẳn vào trong đứng. Cô lại đó đây. Chúng ta phải nhảy vào trong đứng đúng không? Cô lại đặt đặt cái lấy rồi, đừng có ra nữa. Cô có được đừng có cô, cô có được chết á. Cô ra nữa, ra nữa, không có lấy được. Dạ, đây nước tới, tới ngực luôn. Còn một trái ngoài đó nó phải không anh? Còn nhiều lắm, còn từ 6 mét nữa. Trời ơi. Hồi nãy nó bị bể phải không? Bể mất mấy mét. Trời ơi. Em nó vừa té nó mới vừa té á. Nó ở trên nhưng nó mà ở dưới đang ra lại. Đúng rồi. Nó té nó nằm cái mạch lưới ở trên nó cũng cũng còn đỡ nha gia đình. Cái mạch lưới dưới là nó lùa ra hết luôn. Nó hên là nó bể đầu trên đấy, nó bể nó mà té ở dưới là đi mà nó nguy rồi. Nguy to. Đang im múc múc lẹ vô. Nó tuột đường chỉ. Ráng đi mày ấy cho luôn, lên chiên hết. Đã xong rồi mà. Giờ mình vô vô trong gia đình thật. Bớt đuôi đi, nếu mà nó nhẹ quá bớt đuôi đi, dư người dư rồi. Trời cá quá trời ha. Nè. Nó phình lên nè, chỗ này nè. Nó nổi lên đó gia đình. Đó, gia đình thấy ha. Nè. Gia đình thấy trắng 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 ở dưới á. Giờ mình đi lên trên coi mấy anh đổ cá ra. Đó, mà đổ giờ mới có 5-7 kênh rồi gia đình. Cá lẹp quyết, cá cơm. Bữa nay có lộn cá cơm nhiều. Giác này tính ra nhiều hơn ngày hôm qua luôn á. Nếu mà không không bể á. Cá xanh xương. Cá sòng. Theo như mà hồi nãy cái trái cá mà nó quọn lên cái kiểu đó so với ngày hôm qua là cái trái cá này nó còn nhiều hơn trái cá ngày hôm qua nữa. Nó bị tét lưới nhiều quá hay sao em cũng không hiểu nữa. Cá lẹp này con 7.000, 7-8.000 ký. Ha chị ha. Dạ, cho tao đổ kìa. Có cơm ngon. Cá này về làm nước mắm là ok. Cá này gì đi. Nó đâu, 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 nó đâ
bao nhiêu cá đâu rồi. Sâu trong này chỗ ngái con đổ nó đâu không phải đâu cái ngái đâu. Ơi ngái không biết kiểu đi đi bằng không ai đổ nhiều đổ như con mình mới vậy. Lấy còn nhiều hôm qua nó bể nhiều hôm qua bể nó bể đau chấm nước luôn nó đấy. Cái giác lớn này hồi nãy mà không bể là lụm lúa. Nhiều lắm, bể quá trời luôn. Đó hai ba là mình lặt một cái là nó có bài bản vậy đó. Nhìn thấy ham quá gia đình. Đó, cái xúc vô, xúc vô. Cá này 7.000, 7.500 ký là thấy là tiền không. Giác lưới này mà nếu mà được 4-5 tấn thì cũng vài chục triệu. Cứ đổ chồng lên à. Cá gia đình quá trời à. Gia đình chưa được phân nổi nha. Chưa được phân nữa. Tính ra mà ngày hôm qua với ngày hôm nay mà hai cái cộng lại là trên cả chục tấn cá đó gia đình. Lượng cá đánh là khủng khiếp ha. Đó em quay cái cảnh cho gia đình mình xem rồi đó. Đóng cá cho nó cản thằng chưa. Bởi á, cái này mà không bởi nó còn nhiều nữa. Bởi giờ thấy sót ghê luôn. Nhìn thấy ham quá. Được phân nửa rồi đó gia đình. Dùng cao à. Có về làm cái ảnh của bà trai đây nên mà bà ngoại không gọi làm gì?
đã chưa? Lượng cá khủng khiếp. Cái lượng cá này em độ là phải giác này cũng phải tầm là 4-5 tấn nữa. Là chế độ phỏng phỏng thôi, chứ thật sự mà nếu mà chính xác nó còn hơn á. Giác lưới này nếu mà không bể cái trái cá đó là còn nhiều nữa. Quá trời. Ở đây là mấy anh nói là tầm cỡ là 4 tấn khỏe rồi đó. Mà giờ còn phải che bạc ra thêm nữa nè. Lót bạc ra thêm. Mà ở dưới đó mà cá mà còn cái trái ở dưới đó còn quá trời gia đình. Em xuống quay cho gia đình xem nè. Trái cá nó còn chăn bàn ở dưới. Ồ, cái trái cá nó còn trắng hơn gia đình. Trời ơi, nó nổ tràn bang lên luôn. Nó nổ lên nổi một trái nữa nè gia đình. Trời ơi. Quá xa luôn. Cái cá này còn mấy mét nữa vậy. Người ngồi mà nó muốn qua đầu luôn gia đình. Gia đình thấy cái cục cá ghê không? Tán thằng à. Người mình ngồi mà nó thấp hơn luôn. Trên đây thì có cái con đường đi lên đi xuống nè, thì có một cái nhóm mấy anh cũng bên kéo lưới rùng bên Phước Lâm qua đó gia đình. Mấy anh qua mình thấy bên đây kéo cá nhiều quá, mấy anh qua mình xem nè, mình coi tình hình coi lắc nữa coi mấy anh có kéo nữa hay không á. Khách thì xuống đây lựa cá sòng nè, cá lem nhỏ nhỏ khách mua về. Người 5-7 kg, 3-4 kg. Đây nữa nè gia đình. Đó, cá sòng nè. Cá sòng lựa da nè. Cá sòng này cỡ này mà nướng hay là nấu ăn ớt là ngon lắm đó gia đình. Trời mà im mà ca lại một cái mà thuận nước thuận gió là mấy ảnh kéo lưới này là mấy ảnh lụm tiền à. Bây giờ là đứng dạ bây giờ là đứng chờ coi mấy anh là tát hết cái đẩy cá này còn khoảng là bao nhiêu tấn, nhưng mà nãy giờ là nó dung lên vậy nè mà còn tát dưới đó nữa nha gia đình. Bữa nay là non kiếm 7-8 tấn, cả chục tấn bỏ không. Có hết. Khách đi du lịch xuống đây mua cá luôn. Dạ chào chú. Gia đình thấy cái đống cá tảng thằng hả? Mà còn tát ở dưới đó đó. Cá ở đây bà con xuống mua nè. 7.000-7.500 ký, người xuống mua vài chục ký, 20-30 ký. Về làm mắm á gia đình. Dạ dạ.
Giác này 7-8 tấn bỏ không. Mà còn cái đục ở dưới đó nó còn nổi nữa kìa. À, gia đình thấy cái đống cá. Anh trai đây là chủ đòn lưới. Hồi nãy bị tét cái đục lưới, bây giờ đang sạn cước ra để chuẩn bị lát nữa xương lại. Lát nữa mình còn kéo nữa ha anh. Giác này kiếm 7-8 tấn bỏ không ha. Nếu mà còn cái đục đó mà kéo lên luôn hết đó, anh nói cũng tầm non non gần 8-9 tấn cá. Quá xa là cá. Còn tác ở dưới đó đó gia đình. Mà bây giờ em có chút công việc, em xin phép cô chú anh chị em kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Gia đình mình xem video nhớ đăng ký kênh và tặng cho em một like nha. Em chia sẻ về cuộc sống bà con mình kéo lưới dùng ở thị trấn Long Hải của em ở đây có điều chi sơ sót. Mong cô chú anh chị bỏ qua cho em nha. Bye bye gia đình.